Thì một á, trong chỉ có đề xuất là một là lĩnh vực lâm nghiệp là đề nghị tỉnh điều chỉnh và phân cấp quản lý diện tích rừng theo hướng dành một phần diện tích cho dân phát triển rừng, tổ chức sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả đất rừng, giảm một phần quản lý của lâm trường và có quy chế phân chia khai thác bảo vệ và phát triển rừng. Cái này giao cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Đô Lương và các đơn vị có liên quan thì xem xét. Thứ hai là về lĩnh vực thu đầu tư thì các ông chỉ có đề xuất mấy bài việc. Thứ nhất là đề nghị ủy ban tỉnh rút giấy phép của công ty Hà An, giao Sở Kế hoạch Đầu tư là chủ trì kiểm tra để tham mưu ủy ban tỉnh, nếu dự án lâu mà không triển khai thì tham mưu rút ngay. Là ủy ban tỉnh giới thiệu có gọi các nhà đầu tư khảo sát thu hút và cùng công nghiệp Lạp Sơn, cùng công nghiệp Thường Sơn, thì có Sở Kế hoạch đấy rồi, ta sẽ lưu ý các ngành ta sẽ ủng hộ. Thứ ba là tạo điều kiện thuận lợi cho những thủ tục để huyện chuyển mục đích sử dụng đất tại một số vị trí sinh lời, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển thương mại. Thì các ông chỉ phải có quy hoạch, kế hoạch, phải làm đầy đủ các thủ tục. Và đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường là cùng với một số khác là quan tâm hỗ trợ huyện. Vấn đề thứ tư là cho chủ trương lập quy hoạch thị trấn Đô Lương trở thành đô thị loại 4 theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, và đề nghị chính phủ trình Quốc hội sớm có nghị quyết mở rộng thị trấn Đô Lương để từng bước xây dựng thị trấn đủ tiêu chí thành lập thị xã trong tương lai. Thì phần này là giao cho là Sở Xây dựng chủ trì để rồi tiến hành các cái thủ tục.